Hello, xin chào các bạn. Trên tay tôi là chiếc thẻ nhớ đến từ Lexa V60. Ghi tốc độ lên tới 210 MB trên giây này. Tốc độ đọc đến 280 MB trên giây. Đây là chuẩn UHS-II. Có lẫy chống ghi. Khác với chuẩn bình thường là chuẩn UHS-I thì nó có thêm mấy hàng ghi nữa, ghi tốc độ cao. Khác với thẻ UHS-I này, đây là cái UHS-I SanDisk này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy nó có cái hàng chân thứ hai ha. Còn lại thì giống nhau thôi. Loại mà một hàng chân này thì tôi chỉ thấy đến V30, không thấy V60. Đây thì là có V60 để ghi video, đặc biệt chỗ dòng mà ghi RAW ghi được 4K các thứ, 60 frame trên giây, ghi quick slow. Sau đây chúng ta cùng test thẻ nhớ với phần mềm Big Speed Test của Black Magic nha. Rồi tôi chọn là 5 GB. Tốc độ ghi là 210 mấy, tương đối cao ha. Sau thời gian thì nó tụt xuống 180. So với chuẩn B60 là tối thiểu là 60 MB thì vẫn là rất là nhanh. Đây là tốc độ đọc khoảng độ 190 MB trên giây. Đây là đọc bằng đầu đọc của MacBook Pro 14. Loanh quanh khoảng độ 190 MB trên giây. Giờ tôi sẽ test lại với đầu đọc thẻ nhớ của Alexa nhé. Tốc độ chóng mặt ha. Nhanh hơn hẳn lúc nãy test bằng đầu đọc của MacBook Pro 14. Lên quanh khoảng độ 196 MB. Đây là tốc độ đọc. Tốc độ đọc thì nhanh hơn lúc nãy nhưng mà nhìn chung là cũng chỉ ở rơi mức 208 MB trên giây. Sẽ test tốc độ ghi thực tế từ ổ cứng MacBook vào thẻ nhớ và ngược lại tốc độ đọc thế nào nha. Khoảng gần 5 GB nha. Đây là file ISO khoảng hơn 1 GB một file ha. Bạn nhìn thấy là tương đối nhanh ha.
Ok, giờ tôi sẽ tắt tốc độ đọc từ đầu đọc nha. Cũng những cái file trong đấy ha. Nhanh hơn tốc độ ghi một xíu. Nhìn chung là cũng xem.